Vâng, xin chào tất cả các bạn. Thì như các bạn biết đấy, mỗi khi mà dịp Tết đến thì nhà nhà, người người đều mua lá dong để làm bánh chưng. Thế nhưng mà trước đây thì chúng ta đi học, từ khi đi học thì thời vua Hùng rồi, thì chúng ta cũng đều biết đến cái sự tích là bánh chưng bánh dày. Thế nhưng mà đối với một số bạn ở dưới vùng miền xuôi, trong đấy có cả Vân, thì từ thời ông bà rồi bố mẹ đến thời của Vân thì mọi người đều chỉ làm bánh chưng và đặt lên cái mâm cỗ để thắp hương trong ngày Tết thôi, chứ còn chưa được nhìn thấy bánh dày bao giờ cả. Đấy là chỉ có nghe thôi. Và hôm nay thì Vân có dịp đến cái vùng đất miền núi của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, và được đến dự một cái chợ phiên Nậm Pắt của xã Tà Mung. Thì ở đây nó đang diễn ra một cái hội thi giã bánh dày. Thì là Vân với được biết đến thêm về cái bánh dày, và hôm nay Vân muốn giới thiệu cho các bạn. Bánh dày nó là một cái món ăn truyền thống và quen thuộc hàng ngày của đồng bào dân tộc Mông. Thế nhưng mà nó lại không thể thiếu được trong cái mâm cỗ cúng tổ tiên trong ngày Tết các bạn ạ. Và các bạn hãy tìm hiểu về cái món bánh dày với Vân nhé. Theo tiếng Mông thì bánh dày có tên gọi là pả hoặc là dúa, nhưng mà tùy theo từng vùng mà có cách cách gọi khác nhau. Nhưng với người Mông, bánh dày không chỉ là tượng trưng cho mặt trăng, mặt trời, mà nó còn là biểu tượng cho cái tình yêu và sự thủy chung son sắc của trai gái bản Mông. Bởi vậy nên là cứ ngày 30 Tết hàng năm sẽ là ngày hội giã bánh dày của người Mông. Có nhiều nơi thì người ta còn tổ chức cả một hội thi giã bánh dày rất là to luôn các bạn ạ. Ví dụ như hình ảnh mà các bạn đang xem trên video, đó là một cái hội thi giã bánh dày tại chợ phiên Nậm Pắt của xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Hội thi được tổ chức vào ngày khai trương chợ phiên Tà Mung của đồng bào Mông, hôm chào đón Tết Dương lịch 2024. Bánh dày còn được cúng tổ tiên để người Mông tỏ lòng biết ơn tổ tiên là một năm đã cho họ mùa màng được bội thu, con cháu họ được ăn no mặc ấm. Ngoài ra bánh dày còn là biểu hiện của tình yêu đôi lứa các bạn ạ. Đàn ông sinh ra là đảm nhận việc giã bánh dày, còn đôi tay khéo léo của người phụ nữ Mông thì sẽ nặn ra những chiếc bánh dày tròn trịa và đẹp mắt. Vậy thì để làm ra một chiếc bánh dày ngon thì phải trải qua công đoạn như thế nào nhỉ? Thì bây giờ Vân sẽ giới thiệu với các bạn luôn nhé. Để mà làm được những bánh dày ngon ấy, thì trước tiên là phải chọn loại gạo nếp ngon đã. Và gạo nếp thì vẫn còn cái lớp màng miệng bám vào hạt gạo. Gạo nếp được vo sạch, sau đó ngâm vào nước ấm với nhiều giờ đồng hồ, rồi mới cho vào chõ để đồ thành xôi. Sau khi đồ chín, xôi vẫn còn đang nóng hổi thì mang giã ngay để đảm bảo được cái độ nhuyễn này, dẻo, quánh, lúc nặn thì sẽ mềm. Như vậy thì mới tạo ra một chiếc bánh dày thơm ngon. Nhưng các bạn thấy là rất công phu đúng không ạ? Thì ở đây tại sao lại nói đến tình yêu đôi lứa của trai gái bản Mông? Tình yêu đôi lứa ở đây chính là người đàn ông là đảm nhận việc giã bánh dày, còn đôi tay khéo léo của người phụ nữ Mông thì sẽ nặn ra những chiếc bánh dày tròn trịa đẹp mắt. Đó là như vậy đấy các bạn. Và khi nặn xong bánh dày thì sẽ được gói vào một chiếc lá chuối tươi ngang nha các bạn. Nhưng ở đây lá chuối thì phải được rửa sạch này, lau khô và hơ qua lửa rồi, thì để giữ cho độ mềm của bánh và dậy mùi thơm của lá chuối rừng. Bánh dày thì có thể ăn luôn hoặc để 1-2 ngày sau thì nó cứng một xíu rồi thì các bạn có thể cắt ra và rán hoặc là đặt trên cái than củi để mình nướng nhé. Vì không có nhân và bất cứ gia vị khác nên bánh dày vẫn giữ nguyên được cái vị ngọt của lúa nếp nương. Cho dù ngày Tết có bao nhiêu món ăn sơn hào hải vị, nhưng trong tiềm thức và thói quen của người Mông, bánh dày vẫn là một món ăn tâm linh mà tổ tiên để lại. Vân xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của Vân. Vân tin chắc rằng không chỉ Vân mà tất cả các bạn ở dưới miền xuôi, đồng bằng, khi nghe được cái cuộc thi giã bánh dày của đồng bào Mông
thì cũng sẽ cảm thấy hào hứng và thích thú như Vân. Tuy các bạn không được đặt chân đến mảnh đất nơi đây, nhưng qua video của Vân, các bạn cũng phần nào hiểu được. À, Tết của người Mông cúng tổ tiên bằng gì? Người Mông đã làm ra chiếc bánh dày như thế nào? Và bánh dày có vị trí quan trọng như thế nào trong cái tiềm thức và thói quen tốt của người Mông? Nếu có một lần các bạn được ghé thăm chợ phiên của vùng phía Bắc, thì các bạn sẽ cảm nhận được những gì mà Vân chia sẻ hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy kênh của Vân hay, thì các bạn hãy ủng hộ Vân bằng cách đăng ký kênh của Vân để được xem những video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!